Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, ngay sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, vật giá trên toàn cầu tăng nhanh một cách thấy rõ. Cùng với đó là những biến động lớn xảy ra như động đất, sóng thần, khiến nhiều người không khỏi lo lắng về vận mệnh của nhân loại trong tương lai. Song ít ai biết rằng, những gì đang diễn ra đã được tiên tri trong cuốn Kinh Thánh Khải Huyền. Chưa hết, trong cuốn sách này còn nhắc đến ngày tận thế đang đến gần mà loài người không được chủ quan. Vậy rốt cuộc trong Kinh Thánh Khải Huyền đã tiên tri đại họa nào sắp giáng xuống nhân loại? Loài người cần phải làm gì để vượt qua kiếp nạn kinh hoàng này? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây. Trong một tuần, ngay sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu, vật giá trên toàn cầu tăng nhanh một cách thấy rõ. Giá dầu trong tháng 3 so với tháng 2 tăng 1/3, nhiều giá thực phẩm trên thế giới cũng tăng. Nhưng điều khiến người ta lo lắng nhất lại là một lời tiên tri, chính là cuốn sách tiên tri Kinh Thánh Khải Huyền. Khải Huyền là phần cuối cùng của Kinh Tân Ước, có số trang không quá dài nhưng là phần khiến người ta lo sợ nhất. Bởi vì trong tiên tri có mô tả cảnh tượng khủng khiếp của Đại Thẩm Phán vào ngày tận thế. Vậy rốt cuộc, Kinh Thánh Khải Huyền đã tiên tri về ngày tận thế như thế nào? Loài người cần phải làm gì để bình an vượt qua mọi kiếp nạn? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Khải Huyền của Kinh Thánh đã tiên tri rất nhiều sự kiện lớn của ngày tận thế. Và mở đầu cho chuỗi sự kiện này là sự xuất hiện của 4 kỵ sĩ thiên khải. Dịch Covid biểu thị cho kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng, dịch bệnh đã đến. Chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ vào đầu năm 2022, kỵ sĩ cưỡi ngựa đỏ chiến tranh cũng đã đến. Chúng ta dường như thấy 4 kỵ sĩ đang từng người tiến tới và theo thứ tự tiếp theo sẽ là kỵ sĩ trên con ngựa đen xuất hiện, người đại diện cho nạn đói. Khi nào thì kỵ sĩ đen và kỵ sĩ xám còn lại sẽ đến? Điều gì nữa sẽ xảy ra? Âm thanh tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng gần hơn. Khải Huyền là phần cuối cùng của Kinh Tân Ước, có số trang không quá dài nên là phần khiến người ta lo sợ nhất. Bởi vì trong tiên tri có mô tả cảnh tượng khủng khiếp của Đại Thẩm Phán vào ngày tận thế. Nội dung đại ý rằng khi thế giới kết thúc, sẽ có con chiên làm sáng tỏ 7 phong ấn của cuốn sách, lần lượt gọi về 4 kỵ sĩ cưỡi ngựa màu trắng, đỏ, đen và xám. Họ sẽ mang tới chiến tranh, nạn đói, dịch bệnh và chết chóc. Sau khi 4 kỵ sĩ xuất hiện, những tai họa đáng sợ hơn sẽ theo sau. Những tai họa này sẽ khiến trời đất rung chuyển, nhật nguyệt biến sắc. Sau khi vượt qua thảm họa khủng khiếp, những người còn sống sót mới có thể tiến vào thế kỷ mới. Khúc dạo đầu của thẩm phán ngày tận thế là sự xuất hiện của 4 kỵ sĩ. Người ta thường quen gọi họ là tứ kỵ sĩ thiên khải. Kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng sẽ xuất hiện đầu tiên, mang theo cây cung bên mình và thường được xem là biểu tượng của dịch bệnh. Sau đó, kỵ sĩ cưỡi ngựa đỏ xuất hiện, đây là đại biểu cho chiến tranh. Thứ ba sẽ là kỵ sĩ cưỡi ngựa đen, đại biểu cho nạn đói. Kỵ sĩ thứ tư xuất hiện sẽ cưỡi ngựa xám, là biểu tượng cho chết chóc. Việc khi nào 4 kỵ sĩ xuất hiện là một đề tài luôn được dự đoán nhiều nhất. Hollywood đã mượn đề tài này để đưa vào rất nhiều bộ phim. Nhưng vì Hollywood làm vì mục đích kinh doanh giải trí, còn ngày nay rất ít người coi tiên tri về 4 kỵ sĩ thiên khải là có thật. Cho tới năm 2020, mọi người mới giật mình nhận ra đội tiên phong của 4 kỵ sĩ rất có thể đã đến. Từ cuối năm 2019 tới đầu năm 2022, chỉ trong thời gian ngắn, hơn 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 đã càn quét khắp toàn cầu, lan tới 224 quốc gia. Số người nhiễm đã hơn 448 triệu người, số người chết đã hơn 6 triệu. Lúc này, mọi người mới giật mình. Lẽ nào kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng trong truyền thuyết đã tới? Chớp mắt, tới nửa cuối năm 2021, dường như dịch bệnh toàn cầu đã được kiểm soát, mọi người dần thở phào. Ngoại trừ châu Phi, một số khu vực Trung Đông xảy ra xung đột cục bộ, hình bóng của kỵ sĩ cưỡi ngựa đỏ đại biểu cho chiến tranh vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Nhưng không ngờ, bước sang năm 2022, trận chiến Nga-Ukraine khiến cả thế giới kinh sợ. Lúc này mọi người mới sợ hãi nhận ra hai trong số 4 kỵ sĩ đại biểu cho chiến tranh và dịch bệnh có thể đã đến rồi. Vậy kỵ sĩ cưỡi ngựa đen liệu cũng sẽ theo thứ tự xuất hiện tiếp theo? Điều này đã là một mối lo thực sự, có dấu vết lần theo. Cảng Odessa của Ukraine là cảng ven biển của Biển Đen, nơi đây từng sầm uất và thịnh vượng. Các sản phẩm nông sản của Ukraine được vận chuyển từ nơi đây đến các nơi trên thế giới. Các thuyền vận chuyển lương thực khởi hành từ cảng này,
thông qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Địa Trung Hải, dỡ hàng ở Ai Cập. Hiện Ai Cập là nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Tàu vận chuyển hàng hóa từ Ai Cập qua kênh đảo Suez tiến vào Biển Đỏ, rồi qua vịnh Aden và tiến vào hành trình Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Một tuyến đường khác là tại Địa Trung Hải quay về hướng Tây, qua eo biển Gibraltar tiến vào Đại Tây Dương. Ukraine có đất đen màu mỡ sản xuất lúa mì, yến mạch, ngô, dầu, hạt hướng dương. Và thông qua tuyến đường biển này để tới các châu lục trên thế giới. Năm 2014, Ukraine mất đi cảng Sevastopol của bán đảo Crimea. Cảng Odessa trở thành cảng lớn nhất của Ukraine. Bang Odessa, nơi có cảng Odessa có diện tích lớn nhất ở Ukraine, có bang có nông nghiệp lớn thứ hai. Bang Kherson bên cạnh là bang có nông nghiệp lớn nhất của Ukraine. Khí hậu bờ biển đen ẩm ướt, quanh năm ôn hòa, nhiệt độ quanh năm từ -4 tới 29 độ. Những điều này khiến phía nam Ukraine là vùng đất chủ phú, được thế giới ngưỡng mộ. Nhưng năm 2022, hòa bình và phồn vinh đã không còn nữa. Các cần cầu container làm việc bận rộn trên bến tàu đang nhàn rỗi bởi ngọn lửa chiến tranh Nga-Ukraine đang bùng lên ở nơi đây. Đầu tháng 3 năm 2022, quân đội Nga đã kiểm soát cảng Kherson, sau đó nhắm vào Odessa. Một khi Odessa thất thủ, con đường chính nối với biển đen của Ukraine sẽ bị cắt đứt. Chuỗi cung ứng lương thực từ vùng đất chu phú này từ các nước trên thế giới cũng sẽ bị bẻ gãy. Kỵ sĩ cưỡi ngựa đen, đại biểu cho nạn đói trong kinh thánh Khải Huyền sẽ rất nhanh xuất hiện. Chúng ta đang nghe thấy âm thanh của tiếng vó ngựa đang lao từ rất nhanh từ xa tới. Trong tay kỵ sĩ cưỡi ngựa đen không chỉ có một vũ khí cắt đứt xuất khẩu lương thực của Ukraine, mà một tay còn lại của kỵ sĩ này đang nắm con dao sáng loáng nhắm tới mục tiêu là xuất khẩu lương thực của Nga. Vì Nga phải chịu chế tài toàn cầu, bị loại ra khỏi SWIFT, Hiệp hội Viễn thông Liên ngân hàng và Tài chính quốc tế, nên thương mại quốc tế của Nga sẽ khó có thể quyết toán ổn định. Ngoại trừ việc xuất khẩu sang Trung Quốc và một số ít các quốc gia, xuất khẩu lương thực của Nga đã tới các nơi khác trên thế giới cũng bị một đao cắt đứt. Từ năm 2017 đến năm 2021, sản lượng lúa mì của hai nước Ukraine và Nga lần lượt đứng thứ nhất và thứ năm trên toàn cầu. Tính tổng lại, cả hai quốc gia chiếm tới 14% sản lượng lúa mì toàn cầu. Lượng xuất khẩu lúa mì của hai nước cũng chiếm gần 30% thị trường thế giới. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trước khi Nga tấn công, xuất khẩu lúa mì của Ukraine đang ở năm đạt mức kỷ lục, còn xuất khẩu lúa mì của Nga lại đang chậm lại. Không chỉ có lúa mì mà những lương thực chính như đậu tương, yến mạch, lúa mạch đều là những sản phẩm có tính cạnh tranh của Nga và Ukraine. Dầu hướng dương mà chúng ta đang dùng cũng phần lớn được nhập khẩu từ hai nước này. Sản lượng dầu hướng dương của hai quốc gia chiếm 60% toàn cầu. Bắc Phi, Trung Đông có liên hệ chặt chẽ với việc vận chuyển biển đen, cộng với khí hậu hạn hán nên phụ thuộc nhiều nhất vào vựa lúa Ukraine. Do sự thay đổi khí hậu, 2.000 năm trước, Bắc Phi, một vùng đất vốn màu mỡ, ngày nay đã hoàn toàn khác hẳn, trở nên cằn cỗi hạn hán. Thời đó, Ai Cập là vựa lúa của đế quốc La Mã, nay phải dựa vào lúa mì của vựa lúa Ukraine ở châu Âu để cung cấp cho 85 triệu dân. Tiêu thụ lúa mì của Liban có trên một nửa là nhập khẩu từ Ukraine, nghĩa là phụ thuộc tới 50%, Libya là 43%, Tunisia là 32%, Ai Cập hơn 15%. Đối với Bắc Phi và Trung Đông, những nơi luôn bất ổn về chính trị, việc vựa lúa của châu Âu đóng cửa có nghĩa là giá lương thực chắc chắn sẽ tăng cao, biến động xã hội sẽ đến rất nhanh. Còn có những nước khác phụ thuộc vào nguồn lương thực từ Ukraine. Thực tế, 28% nhập khẩu lúa mì của Trung Quốc đã tới từ Ukraine, 29,7% nhập khẩu ngô. Tại Trung Quốc, ngô chủ yếu dùng cho thức ăn gia súc. Việc thiếu cung cấp ngô sẽ trực tiếp dẫn tới giá thịt tăng cao. Hơn nữa, năm 2021, 64% lượng nhập khẩu dầu hướng dương của Trung Quốc cũng đến từ Ukraine. Một nước lớn khác ở Đông Nam Á với số dân trên 100 triệu dân, Indonesia, cũng có hơn 15% lúa mì phải phụ thuộc vào Ukraine. Kỵ sĩ cưỡi ngựa đen với sức mạnh cả hai tay tấn công Ukraine và Nga. Nga-Ukraine lâm vào chiến tranh, làm sao có thể bảo toàn được vựa lúa? Thực ra, trong kinh thánh Khải Huyền, vũ khí mà kỵ sĩ cưỡi ngựa đen sử dụng không phải là đao, đây chỉ được đưa thêm vào trong bài viết để tăng sự kịch tính. Sự xuất hiện của kỵ sĩ này không sát khí đằng đằng, mà ngược lại còn khá bình hòa. Thánh John đã nhìn thấy cảnh tượng như sau. Một con ngựa đen, cưỡi trên nó là một người trong tay nắm đôi cân tiểu ly. Ta nghe thấy một âm thanh trong bốn con dã thú nói, một đồng bạc mua một thăng lúa mì, một đồng bạc mua được ba thăng lúa mạch, dầu và rượu không được lãng phí. Câu nói này có ý nghĩa gì?
để hiểu được nó cần thiệu giải thích một chút về hoàn cảnh bấy giờ. Cuốn Kinh Thánh Khải Huyền trở thành sách vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, địa điểm tại đảo Patmos của Hy Lạp. Hy Lạp vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, vào thời kỳ thống trị của đế quốc La Mã. Thời đó, người La Mã cân thực phẩm bằng ống đong đo làm bằng đồng, còn cân tiểu ly được dùng để cân đong các vật phẩm quý như vàng bạc. Quay trở lại hình ảnh kỵ sĩ cưỡi ngựa đen nắm trong tay cân tiểu ly nhưng lại để cân lương thực, có nghĩa là giá lương thực cực kỳ đắt đỏ. Hy Lạp thời đó, lúa mì là lương thực chủ yếu của người giàu và tầng lớp trung lưu, còn lúa mạch là thức ăn chủ yếu của người nghèo và gia súc. Lượng ăn của một người bình thường mỗi ngày là một thăng lúa mì, tiền lương một ngày bình quân là một đồng bạc. Theo vật giá bấy giờ, một đồng bạc có thể mua được 12 thăng lúa mì, 36 thăng lúa mạch. Nhưng sau khi kỵ sĩ cưỡi ngựa đen tới, một đồng bạc chỉ có thể mua được một thăng lúa mì, 3 thăng lúa mạch. Có thể thấy, giá đã bị đẩy lên gấp 12 lần. Điều này nghĩa là giá lương thực tăng vọt, nạn đói sẽ đến gần. Vì vậy mới nói, kỵ sĩ cưỡi ngựa đen đại diện cho nạn đói. Nga, Ukraine vừa khai chiến một tuần, giá lúa mì toàn cầu tăng vọt, dù không tăng khủng khiếp tới 12 lần, nhưng nó đã lập kỷ lục cao nhất trong 60 năm qua. Tại Hội đồng Thương mại Chicago, giá lúa mì đã tăng tới 43%. Hội đồng Thương mại Chicago là sở giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn lớn nhất toàn cầu. Tiếng vó ngựa của kỵ sĩ cưỡi ngựa đen ngày càng nghe rõ, dự báo nạn đói sẽ tới. Tiếp theo đó sẽ là sự xuất hiện của kỵ sĩ cưỡi ngựa xám, khiến người ta càng thêm sợ hãi. Đây là kỵ sĩ duy nhất có tên và không có vũ khí, vì bản thân kỵ sĩ này đã chính là vũ khí. Cả kỵ sĩ và con ngựa anh ta cưỡi đều tái nhợt, không có sức sống. Kỵ sĩ này có khả năng dập tắt mọi sự sống bằng cách tự nhiên, bởi vì tên của anh ta là chết chóc. Trong Kinh Thánh Khải Huyền nói rằng, bốn kỵ sĩ luân phiên liên tiếp xuất hiện, sẽ sát hại 1/4 dân số thế giới. Tuy nhiên cũng có thông tin xoa dịu sự sợ hãi của mọi người. Vì mặc dù chiến tranh khiến hai vựa lúa lớn là Ukraine và Nga đóng cửa, nhưng may mắn ở trên thế giới không chỉ có hai vựa lúa này. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ vào tháng 3 năm 2022, dù năm 2021, Ukraine có lượng xuất khẩu lúa mì đứng đầu, nhưng lượng xuất khẩu lúa mì của Ấn Độ cũng tăng lên nhanh chóng. Ngoài ra, còn có các nước như Mỹ, Canada, Úc là những vựa lúa lâu đời của thế giới. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng chính phủ Mỹ đưa ra thông tin để người dân thế giới không hoảng loạn trước tình thế biến động. Nhận thức chung cơ bản về nông nghiệp là nó có tính theo mùa, không giống như công xưởng, có thể bổ sung đơn đặt hàng bất cứ lúc nào, làm thêm ca, có thể sản xuất ra kịp sản phẩm. Một khi sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, các vựa lúa khác muốn bổ sung nguồn cung thiếu thì nhanh nhất phải tới mùa thu hoạch sau hoặc hơn một năm sau. Vậy nên, giá lương thực tăng ở mức nhất định là điều khó tránh khỏi. Kinh Thánh Khải Huyền là tiên tri cách nay khoảng 2.000 năm. Bốn kỵ sĩ thiên khải xuất hiện cũng không phải là các mốc thời gian, mà là một giai đoạn họ đến trước, đến sau, kéo dài, có thể 10 năm, 20 năm, không ai biết được. Nhiều tiên tri cổ của nhiều dân tộc đều đề cập tới việc nếu như sự việc nào đó xảy ra, thì cuối cùng có thể tránh được ngày tận thế. Chúng ta hy vọng rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc, kỵ sĩ cưỡi ngựa đen hãy tới chậm hơn. Khải Huyền của Kinh Thánh đã tiên tri rất nhiều sự kiện lớn của ngày tận thế và mở đầu cho chuỗi sự kiện này là sự xuất hiện của bốn kỵ sĩ thiên khải. Dịch Covid biểu thị cho kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng, bệnh dịch đã đến. Chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ vào đầu năm 2022, kỵ sĩ cưỡi ngựa đỏ, chiến tranh cũng đã đến. Chúng ta dường như thấy bốn kỵ sĩ đang đến từng người tiến tới và theo thứ tự tiếp theo sẽ là kỵ sĩ trên con ngựa đen xuất hiện, người đại diện cho nạn đói.